chào mọi người, tiếp tục với hành trình chia sẻ đến mọi người những cái món ăn chay và những quán chay ở Sài Gòn ha. Thì hôm nay em đang có mặt ở số địa chỉ là 836 đường Nguyễn Trãi, phường 4, quận 5. Đây là khúc một chiều con đường Nguyễn Trãi nha mọi người. Một khu vực rất là đông đúc luôn. Và đây là một quán cơm chay, và kèm theo đó là bán những cái món ăn chay như là bánh bao ha. Rồi sushi, rất là đặc biệt có là món sushi. Bây giờ em sẽ đi vào trong và quay cảnh cho mọi người những cái món ăn và cái không gian bên trong quán cho mọi người ha. Và đây là cái món quầy sushi của quán nha mọi người. Ở trong này là có những cái sushi gì vậy em? Dạ, cái này có tới 18 loại sushi. À, 18 loại đúng không? Ở đây là mình đầy đủ chứ ta? Mình đầy đủ rồi đó. À, đây là có những sushi gì nhỉ? Cái này là que cây. À, thì que cây. Cái này là trứng cuốn bắp hoa. À, trứng cuốn. Còn cái này là cá ngừ, cá hồi. Cá ngừ, cá hồi. Cá hủ nhật. Cái này là ba gọi. Ba rọi. Cái này là tôm. Tôm. Còn cái này là ngỗng. Ngỗng. Còn cái này em? Cái này là phô mai ba gọi. Rồi, cái kia là cái này là chả bông thanh cua. Rồi, những bên này là cái này là món cuốn. Cái này là dưỡng cá. Cá. Theo bằm. Còn cái này là tôm khô. Tôm khô. Cái này là chả bông. Chả bông. Còn cái này là rong biển. Rong biển. Cái này là bò bằm. Bò bằm. Mè đen sao? Mè đen phá lấu. À, mè đen. Còn cái này là mè trắng xá xíu. Mè trắng xá xíu. Tất cả là 18 món luôn em. Dạ đúng rồi. Ồ, nhìn cứ như là đồ mặn em ha. Dạ đúng rồi. À, nhưng mà tất cả là đồ chay hết em ạ. Dạ đúng rồi, đồ chay hết. Chay hết. Ừ, mình bán một hộp combo như vậy là bao nhiêu tiền em nhỉ? À, cái này là tùy, nếu mà khách muốn mua một hộp 17 loại hay 18 loại thì mình tính lên 9.000 một viên. À, 9.000 một viên tính lên đúng không em? Dạ. Đồng giá hết em ạ. Dạ đúng rồi, đồng giá hết. Đầu tiên đi ăn chay mà thấy cái quầy sushi như vậy. Thử ăn chấm hơn ha. Dạ. Rồi. Người thấy không? Sushi chay mà mọi người nhìn không khác gì sushi mạnh hết mọi người. Đó, cá ngừ, cá hồi nè, tôm, chả cá. Và bên này là các loại cuốn nè, bây giờ trứng cá, rồi rong nho, rồi bò. Đó, đây là những món chay thôi nhưng mà làm rất là đẹp, đẹp mắt luôn mọi người. Dạ đây là cái quán ha. Vegan Sushi 836 Nguyễn Trãi. Đây là số điện thoại của quán luôn nha. Rồi, một quầy sushi, một trong những cái món của quán thôi chứ không phải là tất cả đâu mọi người. Mọi người chờ đón xem những cái món sau nha. Ở đây là đồ bánh bao chay hả em? Dạ đúng rồi. Bánh bao chay. À, rồi mình có thêm bánh ướt nữa hả em? Bánh ướt nè. Bánh ướt chay bên dưới nè. Có há cảo nữa. Rồi cho cái này là nui. Nui. Rồi đây. Bánh ướt. Há cạo. Còn cái này là mì trộn. Mì trộn nè em. Mì trộn Đài Loan á. Đài Loan hồ. Cái này là cơm chiên cá mặn. Cơm chiên cá mặn nè. Cái này là cơm chiên đỏ. Cơm chiên đỏ. Cái này nuôi xào. À, nuôi xào. À. Rồi bên dưới là em thấy cái này là bánh giò với bánh nếp. Bánh giò bánh nếp. Còn đây là cái này là bánh bột á. À, bánh bột. Dạ đúng rồi. Ồ. Tất cả là giữ nóng trong này hết ha. Hấp dẫn quá. À, chân cho luôn bánh bao. Bánh bao xá xíu. Bánh bao có mấy loại ta? Bánh bao thực cẩm thì mình có hai loại. Dạ. Yeah. Có loại 22, cái này loại 24 nè, cái này là loại 22. 22. Là cái bánh này là cay vé bí đỏ. À, cay vé đúng không? Bí đỏ. Bánh bao kia là bánh bao gì ta? Cái này là bánh bao thực cẩm. Thập cẩm. Ừ. Còn bên dưới kia là cái này là xá xíu nè. Xá xíu. Rồi đúng không? Cái này bánh bao cũng là thực cẩm nhưng mà loại lớn. Loại lớn đúng không? Nó to hơn ha. À, loại đặc biệt. Rồi trong đó là chất lượng nấm đúng không em? Đúng rồi. Nấm đậu hũ. Rồi, cảm ơn. Rồi, rất là nhiều món. Bên ngoài này tôi có bánh giò nữa. Bánh giò bên trong là bên ngoài đó mọi người. Rồi, bây giờ đến mọi người là cái quầy cơm ha. À, bánh mì đi. Bánh mì. Đây. Đây là những cái nhân bánh bên bánh mì đó không em? Đây là gì ta? À, phá lấu. Khi mà thập cộng mình có đầy đủ hết tất cả các món đó, hay là khi nào kêu phá lấu mới có em? Đầy đủ luôn không? Đây là pha lấu nè, đây là pate nè. Bên này là cơm, cái này cơm đúng không? Đó. Pha lấu, ngồi nhìn cái này rất là lạ mọi người, nhìn có như kiểu có lạp xưởng vậy. Đây là quầy cơm mọi người. Đó.
em thấy là cũng gần 20 mấy món. Cái gì phần gì? Quán đây là các anh chủ quán là người Hoa nên các khách người Hoa cũng rất là nhiều luôn. Chú hay ăn chay ở đây rồi chú? Dạ. Mấy năm rồi? Dạ mấy năm. Chú ở gần đây không? Dạ, ô quận 8 chạy qua đây hả? Chú cũng xa. Dạ. Chú quận 8 chú chạy qua chú ăn chay. Ngày nào cũng ăn hết rồi chú. Chú ăn chay trường hay sao? Dạ. Chú ăn bao lâu rồi chú? Wow. Nhìn tướng chú phong độ mà không nghĩ là chú ăn chay trường đúng không chú? Dạ. Tốt rồi chú ơi. Dạ. Chay trường 14 năm. Chú phong độ quá, ngày nào chú ăn từ quận 8 chạy qua. Dạ, lấy cho con một dĩa cơm chay đi cô. Mọi người chờ ha, để lấy một dĩa cơm chay ăn. Con dĩa cơm đi cô ơi. Cho con dĩa cơm được rồi con. Dạ, dạ. Ở đây có món gì đặc sản cô lấy cho con nha. Cô lấy rồi, cô nói cho con biết một vài món con. Khó mà cô. Cái đó là khó mà cô. Dạ thơm, thơm. Cho cô lấy cái đó là cà tím. Dạ. Đậu hũ. Cho con đậu hũ nóng không cô? Dạ. Rồi, trên đây là đồ xào rồi cô. Đây là khổ qua nè, dạ. Không có cái mà ít đi cô. Dạ. Bên này là gì cô? Cái gì cô? À, cải mặn rồi cô. Đây là cải muối hả cô? Đúng, bên này cải muối. Dạ. Còn bên này là thịt kho tiêu, một con một ít thôi. Cái này luôn cô. Này là gì cô? À, nấm xào. Rồi, bên này là đậu gì cô nhờ? Trong này nè cô. À, đậu phộng, có một ít thôi. Rồi, con cảm ơn. Còn mấy này là bán kiểu như là cơm ấm đúng không cô? Dạ. À, sườn đùi gà nè. Rồi, cái mặt. Rồi chả. Đây là như heo quay nè. Dạ, cho con xin. Đó, một dĩa cơm, ok. Rồi. Dạ, đây là một dĩa cơm thập cẩm. Em vừa vào bữa quán ha. Nó rất là nhiều món rồi, em lấy mỗi thứ một ít á để thưởng thức. Sẽ có một chén canh. Rất là hấp dẫn mọi người. Đậu hũ ha. Để em thử xem cái khẩu vị, cái tính nêm nếm của người Hoa thì nó sẽ khác gì so với người Việt ha. Mà mọi người ăn chưa không? Ngon quá mọi người. Hèn gì có một chú hồi nãy, chú anh trai trường 14 năm á, chú từ quận 8 qua, ngày nào cũng qua đây mua. Chú rất là phong độ luôn á. Cà tím ngon. Hơi cay xíu. Hơi cay xíu. Quá ăn đồ luôn rồi.
Hồi nãy cô bán, cô lấy rồi cô nói mình, nhưng giờ mình cũng không nhớ lắm đâu. Con cải muối, củ cải muối, rồi ho, thơm, khóm, củ qua đầy đủ á mọi người, nấm, mà dễ rất là ngon luôn. Rồi em ăn nha mọi người. Không gian quán này rất là mát mẻ và sạch sẽ. Mọi người nhìn quầy đồ ăn không biết. Gà tô là mặt kính inox. Sáng bóng mọi người. Đó, mọi người đến hôm nay là bây giờ đến là 12 giờ nên khách họ đến mua đồ chay rất là nhiều luôn ha. Mà em thấy toàn người Hoa nhiều. Dạ đây là menu của quán nha mọi người. Nó bao gồm những cái bánh bao, sushi, bánh nếp, các loại bánh, hamburger, xôi ha mọi người, há cạo, các loại cơm, cơm chiên cá mặn, cơm chiên dương châu, rồi cơm thập cẩm. Ngoài ra còn có chè tuyết yến, rất là ngon luôn đây. Chà bông cúc. Ủa chị bên mình là mở cửa từ mấy giờ chị? 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. 6 giờ sáng đến 8 giờ tối. Còn các ngày trong tháng có nghỉ ngày nào không chị? 1, 2, 16 âm lịch sẽ nghỉ. Ngày 1, ngày 2. Mùng 2 và 16. À dạ dạ ok. À, dạ vừa rồi thì em có gửi đến mọi người không gian cũng như những cái món ăn của quán chay số 836 ở đường Nguyễn Trãi, quận 5, khúc 1 chiều ha. Chung mà quán ở đây thì cũng rất là đa dạng các món, và quán đặc biệt là quán của người Hoa nên em thấy rất là nhiều những người Hoa họ đến đây họ mua cơm chay vào buổi trưa. Rồi chắc xin chào mọi người ha, kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau về những quán chay và những món chay khác ở Sài Gòn. Nếu yêu thích kênh thì mọi người hãy ủng hộ em bằng một đăng ký, một like video và chia sẻ để mọi người có thể lan tỏa được thêm văn hóa ăn chay đến nhiều người hơn ha. Dạ em xin chào ạ.